hệ thống siêu thị điện máy MediaMart. Tương bừng chào đón thành viên thứ 109 MediaMart Thọ Xuân tại khu 5 đường Lê Lợi, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, cạnh bưu điện Thọ Xuân, thành viên thứ 110 MediaMart Gián Khẩu tại ngã ba Gián Khẩu, xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, đối diện bưu điện Gián Khẩu. 10 ngày khai trương giá sốc cơ lốc quà tặng, tặng ngay 300 phần quà trị giá 1.290.000 đồng với đơn hàng chỉ 390.000 đồng, duy nhất trong 3 ngày vàng từ mùng 4 đến mùng 6 tháng 5 năm 2019. Bộ nồi ba đáy Golden, nồi cơm điện 1.8 lít Golden, đồng giá 199.000 đồng. Smart TV Full HD 40 inch Sharp giảm 34%, giá cực sốc 5.290.000 đồng. Smart TV 4K 55 inch giảm 43%, giá sốc 7.990.000 đồng. Đặc biệt điều hòa giảm giá bao trọn phí, điều hòa một chiều inverter 9000 BTU giảm 25%, giá sốc khai trương 5.990.000 đồng. Điều hòa một chiều Daikin inverter 9000 BTU giảm 25%, giá cực sốc 8.990.000 đồng. Tủ lạnh Sharp 165 lít giảm 28%, giá cực sốc 4.390.000 đồng. Quạt điều hòa Sunhouse SHD 7713 giảm 47%, giá cực sốc 1.990.000 đồng. Quạt lửng Media FTS 40 17VD giảm 40%, giá sốc 369.000 đồng. Quạt phun xương Kangaroo KG 554 giảm 55%, giá sốc 1.290.000 đồng. Điện thoại Samsung Galaxy A50 giảm 14%, giá sốc khai trương 6.390.000 đồng. Điện thoại Oppo A3s giảm 28%, giá sốc 2.890.000 đồng. Miễn phí giao lắp đồ trả lên đến 45 ngày, tài trợ trả góp 0% lãi suất. Thế giới điện máy là MediaMart.